Nông dân Việt kỳ vọng sự bùng nổ xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc năm 2023. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt mà chính phủ Trung Quốc thực hiện trong gần 3 năm sắp kết thúc, biên giới sẽ được mở cửa vào ngày 8 tháng 1 năm 2023 và công dân Trung Quốc sẽ tiếp tục ra nước ngoài. Quyết định này của Trung Quốc là bước cuối cùng trong việc chấm dứt 3 năm chiến dịch Zero Covid và chuyển sang sống chung với virus. Thông tin Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và bỏ cách ly sau khi hạ cấp độ phòng chống dịch COVID-19 đang được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy cho thị trường gạo và hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Việc Trung Quốc mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19, xuất khẩu thủy sản kỳ vọng sẽ bùng nổ tại thị trường này. Nông dân Việt Nam háo hức kỳ vọng một năm mới với xuất khẩu tăng mạnh, tích trữ nguồn hàng ổn định, chuẩn bị nắm bắt thời cơ đến bất cứ lúc nào. Theo South China Morning Post, COVID-19 đã được quản lý như căn bệnh truyền nhiễm hàng đầu loại A kể từ năm 2020, ngang hàng với dịch hạch và dịch tả. Khi tuyên bố được đưa ra, các nhà chức trách cho biết căn bệnh sẽ được quản lý theo luật kiểm soát dịch và sức khỏe biên giới. Theo luật pháp Trung Quốc, chính quyền phải áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt nhất như kiểm dịch và cách ly người nhiễm bệnh và những người tiếp xúc gần với họ, đồng thời phong tỏa thành phố để ngăn chặn những căn bệnh đó. Tại cửa khẩu, người mắc bệnh phải cách ly, trường hợp nghi ngờ cách ly tùy theo thời gian ủ bệnh. Tuy nhiên, sau những phản ánh kịch liệt từ người dân Trung Quốc, chính phủ nước này buộc phải đưa ra giải pháp tích cực hơn, không thể mãi cố chấp với chấp niệm Zero Covid. Có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho sự xoay trục với việc không bắt buộc xét nghiệm PCR và Phó Thủ tướng Sun Chan-lan, người phụ trách ứng phó COVID-19, kêu gọi chính quyền dưới cấp tập trung vào điều trị. Ủy ban Y tế Quốc gia cũng không ngừng công bố các trường hợp nhiễm COVID-19 hàng ngày vào Chủ nhật và chuyển giao nhiệm vụ cho cơ quan kiểm soát dịch bệnh, một thông lệ phù hợp hơn với việc quản lý các bệnh truyền nhiễm cấp thấp hơn. Nối tiếp những tín hiệu lạc quan trong việc đối phó với dịch bệnh, ngày 26 tháng 12, Trung Quốc đã phát đi thông tin sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Quyết định này là bước đi cuối cùng của Trung Quốc trong việc hủy bỏ chính sách Zero Covid được áp dụng trong suốt 3 năm qua. Sự mở cửa của thị trường 1,4 tỷ dân được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, mặc dù khó khăn trong xuất khẩu thủy sản, nhất là chính sách Zero Covid, nhưng năm 2022, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc vẫn tăng mạnh mẽ, với kim ngạch xuất khẩu tăng gấp đôi. Do đó, khi mở cửa thì sẽ tạo thuận lợi cho thủy sản, trong đó các mặt hàng này dự kiến sẽ tăng mạnh. Ông Lê Bá Anh phân tích, thứ nhất, việc Trung Quốc thực hiện chế độ Zero Covid khiến xuất khẩu thủy sản sang thị trường này gặp nhiều khó khăn. Xuất khẩu thủy sản hàng sống gần như là toàn bộ đi đường bộ. Chính sách Zero Covid khiến tắc toàn bộ hàng sống, nhất là các mặt hàng có giá trị cao như cua, tôm hùm, tôm thẻ và tôm sú. Thứ hai, đó là sức tiêu thụ của thị trường Trung Quốc. Khi Trung Quốc mở cửa, các nhà hàng phía bạn sẽ mở cửa. Khi đó, sức tiêu thụ các mặt hàng thủy sản sống và cao cấp sẽ tăng mạnh. Thứ ba là các mặt hàng thủy sản nếu trước đây xuất khẩu đi bằng đường biển đến cảng và bị ách tắc để kiểm tra và nếu bị phát hiện COVID-19 thì sẽ bị đình chỉ doanh nghiệp xuất khẩu. Với chính sách mới của Trung Quốc thì toàn bộ thủ tục phức tạp trên bị bãi bỏ, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc sẽ rất thuận lợi. Bàn về vấn đề này, bà Lê Hằng, Giám đốc truyền thông VASEP cho biết, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng, Trung Quốc sẽ là điểm đến tiềm năng nhất của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong năm 2023, nhờ nhu cầu bùng nổ, vị trí địa lý gần, chi phí logistics và rủi ro thấp hơn các thị trường khác. Khi Trung Quốc mở cửa, nhu cầu tiêu thụ thủy sản sẽ bùng nổ, trong khi nguồn nguyên liệu nội địa của nước này khó đáp ứng kịp vì chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Trong các mặt hàng xuất khẩu, bà Lê Hằng nhận định cá tra sẽ có lợi hơn tôm do doanh nghiệp có sẵn quan hệ thương mại với các đối tác Trung Quốc. Cá tra Việt Nam có thể lấp đầy trong khoảng trống cá thịt trắng từ Nga trong bối cảnh xung đột chính trị vẫn chưa hết hồi kết. Mặt khác, thời gian gần đây, người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng tiêu thụ cá tra và các loại cá nước ngọt khác nhiều hơn cá rô phi. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu. Còn đối với mảng tôm, Trung Quốc nhập khẩu lượng lớn nhưng tôm Việt Nam khó cạnh tranh ở Trung Quốc, ở cả phân khúc cao cấp và nguyên liệu. Do vậy, các doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm giá trị gia tăng sang các thị trường tiềm năng khác như Nhật Bản, EU.
Thực tế, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2022, với kim ngạch gần 1,5 tỷ USD. Mặt khác, thủy sản Việt Nam cũng có thị phần tại các tỉnh có lượng tiêu thụ lớn như Sơn Đông, Thượng Hải, Liêu Ninh, Phúc Kiến, Bắc Kinh và Thiên Tân. Các địa phương này chiếm 87% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc. Tính riêng tỉnh Sơn Đông, một năm tỉnh này nhập khẩu 4 tỷ USD thủy sản. Thời gian tới, doanh nghiệp cần có các biện pháp đặc thù để tiếp thị vào thị trường Trung Quốc một cách hiệu quả hơn so với hiện nay, trong đó có thiết lập cơ quan bán hàng trực tiếp của người Việt. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần xem xét lựa chọn địa phương nào phù hợp, ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký của VASEP cho hay. Thị trường Trung Quốc với hơn 1 tỷ dân và nhiều tỉnh, diện tích một tỉnh cũng rất lớn. Do đó, chúng ta cần coi Trung Quốc giống như Liên minh châu Âu, 27 nước với phong tục, chính sách mỗi tỉnh khác nhau. Do đó, các doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ chính sách của từng địa phương để có được sách lược phù hợp với từng sản phẩm, đặc biệt với sản phẩm tôm, cần tính toán kỹ hơn vì cạnh tranh từ Ecuador và Ấn Độ rất lớn. 2022 là năm thăng hoa của thủy sản khi kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt gần 11 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2021. Đây là con số kỷ lục của ngành thủy sản sau hơn 20 năm tham gia vào thương mại quốc tế. Kết quả này có được nhờ nhu cầu tiêu thụ của các thị trường phục hồi sau COVID-19. Giá của các loại thủy sản xuất khẩu cũng tăng từ 20 đến 50%. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nhanh chóng bắt nhịp với hỗ trợ xúc tiến thương mại, tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA để gia tăng doanh thu xuất khẩu. Doanh nghiệp cũng có sự linh hoạt về cơ cấu sản phẩm thị trường xuất khẩu. Khi khối EU, Mỹ, Nhật Bản chật vật vì lạm phát, biến động tiền tệ thì doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển hướng sang các thị trường có nền kinh tế ổn định, ít chịu tác động của lạm phát như Mexico, ASEAN. Tuy nhiên, ngay từ quý 4 năm 2022, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam bắt đầu thấm đòn lạm phát, đơn hàng đã giảm và ít dần cho đến quý 1 năm 2023. Trong bối cảnh khó khăn này, Tổng cục Thủy sản đã đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản năm 2023 đạt 10 tỷ USD, giảm nhẹ so với năm 2022. Đằng sau con số 11 tỷ USD của năm 2022, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những bài toán về chậm, hoãn giao hàng, chi phí bảo quản, lưu kho cao, thiếu vốn. Những thách thức của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tác động đến việc thu mua nguyên liệu cho nông dân. Người dân cũng khát vốn cho việc đầu tư nuôi trồng vụ mới. Khó khăn trồng chất khó khăn có thể tạo ra hiệu ứng domino kéo lùi tăng trưởng của ngành thủy sản. Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản bà Lê Hằng nói, giai đoạn đầu năm 2023, doanh nghiệp nên đẩy mạnh xuất khẩu sang các nền kinh tế tiềm năng như Trung Đông. Dự báo nửa sau năm 2023, kinh tế của các nước và nhu cầu thị trường sẽ hồi phục. Điều này thúc đẩy xuất khẩu thủy sản tăng trưởng trở lại. Do vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nguyên liệu, nguồn lực, nguồn vốn để có thể đón cơ hội. Với việc Trung Quốc tháo dỡ các biện pháp phòng chống dịch từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, hoạt động xuất khẩu qua các cửa khẩu trên các địa bàn tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ sôi động hơn. Doanh nghiệp cắt giảm được nhiều chi phí dù khẳng định chưa nhận được thông báo chính thức từ cơ quan chức năng phía Trung Quốc. Nhưng lãnh đạo các cấp đều cho biết đã lên kịch bản sẵn sàng cho phương án để phục vụ tốt cho công tác xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn. Dự báo sang năm sẽ là một năm sung túc và đầy hy vọng, chuẩn bị sẵn sàng trước thời cơ là điều cần thiết nhưng không nên quá phụ thuộc và trông chờ vào bất cứ ai, đặc biệt là khi làm ăn với anh bạn Trung Quốc. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.